Chắc nhiều lắm đấy. Đấy, hạt cây. Dê chắc ngon lắm đấy. Hạt dẻ hạt ta. Trời ơi, đến cây hạt dẻ rồi. Cẩn nhá, cẩn thận nhá. Có ra nhiều lắm đấy. Trơn đấy. Con đi. Đây này. À, con đi. Đây này, đây này, đây, đây một hạt đây. Đây. Hạt to hình kế ơi, nhặt đây. À, đây rồi. Có một hạt rồi. Chết treo thôi, treo cái thôi. Sợ thế. Tránh gai cái nói nhá. Úp, lên thôi. Lên thôi. Nhưng mà nó tránh có đây đâu. Ha ha ha. Chị Ngọc nhìn này. Em mừng đẹp bằng này. Em xin. Nấm cái thông. Mày không. Lấy cả. Ủa. Nó rơi. Kiếp ta nơi. Đi ở dưới thôi. Đi nhà tuyến kia đi. Ôi dồi luôn đấy. Đồ luôn. Bố còn hên tốt đi. Đi làm cô. Hên nha. Phải tốt đi. Kiếp đi. Phụt mất cái mẹ khăn đi nữa, làm cháu xa. Ừ. Ấy, có phải. Được rồi. Hey!
Ừ, dưới có nhiều, đây có nhiều. Vừa lúc nãy em đi nhặt lấy. Út ta nhặt nữa. Trông nhặt nữa. Ôi. Nó vẫn lượm thế luôn đấy. Hết rồi. Đấy, quý quần rồi á? Ừ. Cha được nhiều thế. Ăn có ngon không nè? Ừ. Thôi hết rồi, đi về đây. Đi về thôi. Thôi. Rửa thôi. Quả như thế này không nên ăn rồi. Thôi đi ăn đi. Thôi ăn hạt rẻ thôi. Nào, ăn đi. Ngon lắm đấy. Ngon đấy. Nhỏ nhỏ chọn lấy quả nhỏ đấy nha. Con lấy chọn quả to nha. Ăn quả nhỏ thì hạt rẻ cũng nhỏ thôi. Quả ngon đấy, hạt rẻ đấy. Con lấy hả anh? Nó vẽ nhìn hoài nha. Nó vẽ như thằng ấy. Thằng nào làm đấy cũng cứ bạn tỉnh ra. Làm. Có nên ăn không? Làm. Ăn được không? Không. Chơi thôi. Chơi làm gì? Ta sẽ có cái gì đâu. Chơi rồi. Thì được bằng mấy rồi. Phải để quần ba nó nè. Ít cho bố hút. Ít ép cho mày đấy. Ít chẳng hút khen cho nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cặp rồi đấy. Thank you.
Làm đẹp rất áo con trông hạt trắng. Hai đó. Cái sườn sai. Nè nó nè khổng nè nè nó tìm cái qua nhỏ tí nè. Thank you.
Tí nó đi nhà thằng này. Đi nhà thằng này lấy cái vỏ này này. Chồng. Ô má. Ôi xong rồi. Đi. Đi. Đâu? Còn mới đốt.